Nếu có nơi nào trên dải đất hình chữ S này được ví như thiên đường của du lịch biển thì đó chính là thành phố Nha Trang xinh đẹp. Với trong vắt biển xanh, mịn màng cát trắng, rực rỡ nắng vàng, Nha Trang là một trong 30 vịnh biển đẹp nhất thế giới, nơi cuốn hút những đam mê khám phá. Như con trai khổng lồ đầy quyến rũ đang hé mở chờ đón, Nha Trang sẽ tặng bạn giấc mơ có thật với Vinpearl, thiên đường du lịch của Việt Nam. Với khách sạn Vinpearl Resort and Spa, giấc mơ có thật sẽ đến với bạn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi bạn đặt chân tới sân bay Cam Ranh ngập tràn nắng gió. Phương tiện di chuyển phong phú hiện đại, phong cách phục vụ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, nụ cười thân thiện của mỗi nhân viên ở Vinpearl sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian làm các thủ tục để tận hưởng tối đa những điều kỳ thú và hấp dẫn nơi hòn ngọc thần tiên này. Lưng tựa vào núi mặt hướng ra biển theo thế vạn phương hướng thủy, khách sạn 5 sao Vinpearl Resort and Spa lung linh như một viên ngọc với gần 500 phòng nghỉ, trong đó có 43 phòng suite, 2 phòng dành cho người thường quốc gia và bể bơi lớn nhất Đông Nam Á, diện tích lên tới hơn 5.000 m2. Tại hệ thống Việt Spa sang trọng, bạn sẽ cảm nhận năng lượng được tái tạo và sức khỏe được tăng cường khi thả mình thư giãn với các liệu pháp chăm sóc cơ thể bằng nguyên liệu truyền thống, trang bị hiện đại cùng đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề. Giữa biển giữa trời, Vinpearl Resort and Spa mang đến cho du khách khoảng không thư giãn ngập tràn trong vô hạn của thiên nhiên êm đềm nắng và gió. Khu vui chơi giải trí Vinpearl cũng luôn chờ đón các du khách từ khách sạn đến tham gia vui chơi miễn phí và tận hưởng cảm giác sống động với các trò chơi vui nhộn và độc đáo. Thật tuyệt vời khi sau một ngày hoạt động và vui chơi thỏa thích, bạn sẽ được thưởng thức ly rượu vang hảo hạng với những tinh hoa ẩm thực hội tụ từ bốn phương, đặc sản Việt Nam cận hương nhiệt đới, món ngon Trung Hoa bằng vị Á Đông, bữa tối kiểu Ý nhuốm màu lãng mạn, tiệc phong cách Pháp sang trọng và tinh tế. Với độ dài 3.320 m, các treo Vinpearl hiện là các treo vượt biển dài nhất thế giới. Ngồi trong cabin, du khách có thể thấy toàn cảnh thành phố Nha Trang xinh đẹp với những bãi biển uốn lượn ôm lấy thành phố biển, cũng như được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tự thiên đường Vinpearl. Ở Vinpearl, bạn không chỉ thư giãn trong tĩnh lặng mà còn có thể có những khoảnh khắc sôi động và ấn tượng khó quên khi tham gia những trò chơi vui nhộn, nơi bạn có thể tận hưởng niềm vui khám phá bản thân trong vận động, được thưởng thức những màn trình diễn độc đáo, tinh xảo của nước, âm thanh và ánh sáng. Không nhất thiết phải lặn xuống đáy biển mới có thể khám phá lòng đại dương. Chỉ cần bước lên những bậc thang của thủy cung Vinpearl, bạn đã lạc vào thế giới dưới nước diệu kỳ để chiêm ngưỡng vô vàn loài sinh vật biển quý hiếm, độc đáo từ góc nhìn dưới đáy nước trong làn ánh sáng lung linh. Hành trình cảm xúc tại Vinpearl sẽ đưa bạn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chỉ cần nghe nhu cầu của bạn lên tiếng, những dịch vụ nơi đây luôn sẵn sàng đáp ứng. Không chỉ được lựa chọn như một điểm đến du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng nhất, Vinpearl còn là thiên đường của những sự kiện văn hóa quốc gia và quốc tế. Với mong muốn đem đến cho du khách những trải nghiệm về sự hoàn hảo về dịch vụ và tạo bước đột phá về chính sách ưu đãi, một gói sản phẩm mới hấp dẫn đang được áp dụng tại Vinpearl. Từ nay, du khách lưu trú tại Vinpearl Resort and Spa sẽ được miễn phí hoàn toàn 3 bữa ăn tự chọn sáng, trưa và tối với thực đơn Á Âu phong phú hấp dẫn. Không những thế, du khách còn được vui chơi miễn phí không giới hạn tại công viên giải trí, công viên nước, tham quan thủy cung lớn nhất Việt Nam, thưởng thức nhà nước, sử dụng miễn phí bể bơi, bãi biển riêng tại khách sạn, ngắm vịnh Nha Trang bằng cáp treo cùng rất nhiều các tiện ích và ưu đãi khác. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam một khu nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp áp dụng những ưu đãi này theo một chính sách giá bền vững thay vì hình thức khuyến mại theo thời kỳ. Với chính sách mới của Vinpearl, du khách sẽ được vui chơi không giới hạn và hoàn toàn không phải lo lắng về các bữa ăn cũng như về địa điểm vui chơi trong suốt kỳ nghỉ. Vinpearl còn dành tặng cho những cặp uyên ương mới cưới món quà đặc biệt khi đến với thiên đường hạnh phúc Vinpearl. Ngoài chính sách ưu đãi của gói sản phẩm mới, các cặp đôi sẽ được bố trí một phòng ngủ lãng mạn với hoa hồng, được tặng một bữa tối lãng mạn dành riêng, được đưa đón sân bay, chụp ảnh miễn phí. Những niềm vui, hạnh phúc và đam mê, những khám phá và trải nghiệm sẽ được lưu giữ trong từng bước chân của bạn in dấu ở Vinpearl. Hãy tận hưởng hết mình nơi đảo ngọc để khi ra về, bạn vẫn còn sống mãi một giấc mơ, mơ về một thiên đường 5 sao có thật giữa đại dương ngập tràn nắng. Vinpearl, hòn ngọc của Việt Nam.